Mình chào các bác nha. Mùa đông đã về rồi, ở miền Bắc khí hậu khá là lạnh các bác ạ. Không biết là các bác đã cắt tỉa hết những cái cây hoa giấy có màu tím Huế trong vườn để chúng ta chuẩn bị xịt nước và làm hoa giấy chơi Tết chưa? Ở đây thì em vẫn bớt lại một vài cây để chơi hoa, còn lại cũng cắt tỉa xả tàn để chuẩn bị cho những cái lứa hoa chơi Tết. Và nếu mà các bác chưa có thời gian cắt tỉa thì các bác cố gắng tới thứ bảy chủ nhật này thì các bác dành ra một khoảng thời gian, các bác sẽ cắt tỉa hết cho những cây hoa giấy có màu tím Huế và các cái dòng hoa giấy ta trong vườn nhé, để tránh tình trạng là chúng ta sẽ bị chậm muộn cái lứa hoa chơi Tết. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho các bác những nguyên nhân và cách khắc phục của một số hiện tượng thường gặp nhất trên những cây hoa giấy nếu các bác trồng, chăm sóc, chơi trong vườn nhà. Thứ nhất là cây hoa giấy nó hay bị xoăn lá. Thứ hai là cây hoa giấy nó hay bị héo lá. Và thứ ba là cây hoa giấy nó hay bị vàng lá. Em sẽ đi chi tiết để các bác cùng nắm được cái nguyên nhân và chúng ta tìm cách khắc phục để làm cho cây hoa giấy lúc nào nó cũng xanh, đẹp và nhiều hoa nha các bác nhé. Như các bác đã biết, khi mà trồng hoa giấy trong vườn, thường thì chúng ta mới trồng, những cây hoa giấy nó phát triển khá là tốt, lá nó rất là căng, mọng, bóng. Bởi vì là khi mà chúng ta vừa trồng cây hoa giấy vào chậu hoặc là trồng dưới đất thì cái giá thể thường thường nó còn khá là nhiều dinh dưỡng, nó khá là tươi xốp. Khi đó thì nó tạo điều kiện tốt nhất để cây hoa giấy có thể sinh trưởng, phát triển tốt. Và lá lúc nào nó cũng căng, mọng và lá lúc nào nó cũng bóng mượt. A few moments later. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với các bác cái hiện tượng thường gặp nhất trên cây hoa giấy, đó là cây hoa giấy nó hay bị xoăn lá. Như các bác đã biết, các bác đến các nhà vườn, các bác ngắm những cây hoa giấy, hoặc là các bác đến nhà anh em bạn bè, các bác ngắm những cây hoa giấy, các bác thường thấy những cây hoa giấy nó có lá căng mọng, mặc dù nó có nhiều hoa như thế này. Khi các bác đi thăm những nhà vườn hoặc là nhìn những cái cây hoa giấy nhà anh em bạn bè thì các bác vẫn thấy lá nó căng mọng như thế này. Còn về nhà mình thì nhìn cái lá hoa giấy nó quăn tít như thế này. Thì khi đó thì các bác rất là băn khoăn. Các bác không biết là cái cây hoa giấy nhà mình nó bị làm sao mà nó lại có cái hiện tượng như vậy, hay là tự nhiên cây hoa giấy nó như vậy. Không phải là tự nhiên đâu các bác ạ. Tất cả nó đều có nguyên nhân. Khi hoa giấy nó bị xoăn lá như vậy thì nó có một số cái nguyên nhân như sau các bác phải để ý. Cái đầu tiên mà chúng ta quan tâm tới đó là sâu bệnh. Thường thường những cây hoa giấy mà nó bị xoăn lá là nó hay bị những cái con bọ chích hút. Cụ thể là có những cái con côn trùng, ví dụ như là bọ trĩ, nhện đỏ hoặc là những cái con dẹp, nó sẽ chích hút, nó làm cho cái lá cây nó sẽ bị xoăn, nó co lại, làm cho cái cây của chúng ta lúc nào cũng cảm giác như nó bị suy yếu, nó cảm giác như lúc nào nó có thể rụng lá. Đó, khi mà biết được cái nguyên nhân này thì các bác hoàn toàn có thể khắc phục được những cái bệnh trên cây hoa giấy như vậy. Mặc dù hoa giấy là một trong những cây rất là ít bị sâu bệnh, tuy nhiên nó vẫn thường xuyên bị những cái con côn trùng chích hút tấn công. Chính vì vậy mà các bác lưu ý nhé, nếu mà cây hoa giấy nó bị bệnh trĩ thì các bác sẽ sử dụng các cái chế phẩm, ví dụ như là Radian, Confidor, Betox. Nếu mà cái cây hoa giấy nó bị nhện đỏ thì các bác có thể sử dụng Pecil hoặc là Otut. Nếu mà cây hoa giấy nó bị dẹp thì các bác có thể sử dụng Masai hoặc là Movento, vân vân. Đó là những cái chế phẩm tốt nhất để các bác có thể diệt trừ các cái con côn trùng chích hút trên cây hoa giấy, kể cả những cái con côn trùng ăn lá trên cây hoa giấy. Nếu mà các bác thấy những cái lá nó bị cắn cụt một phần thì các bác cũng xịt một trong những chế phẩm đó thì nó sẽ diệt hết toàn bộ các cái loại côn trùng ăn lá nha các bác nhé. Các bác có thể ra cửa hàng vật tư nông nghiệp, người ta sẽ bán cho các bác những cái dòng thuốc có những cái tác dụng tương tự, chứ các bác không nhất thiết là phải tìm bằng được những cái thuốc mà em vừa mới giới thiệu. Còn nếu mà muốn mua bằng được những cái thuốc mà em vừa giới thiệu thì các bác chỉ có thể đặt hàng trên Shopee, Lazada, các sàn thương mại thì họ sẽ bán rất là nhiều những cái dòng thuốc bảo vệ thực vật mà các bác mong muốn. Còn không, ra cửa hàng hỏi những dòng thuốc có những thành phần tương tự, có tác dụng tương tự là được nhé các bác nhé. Thứ hai là cây hoa giấy trong vườn thường xuyên nó bị héo lá.
Nếu các bác để ý, những cái cây hoa giấy trong vườn nó nở hoa rất là đẹp, hoa nó không héo, nhưng mà lá nó lại héo thì nhìn cái cây hoa giấy nó rất là xấu. Còn có những cây hoa giấy nó héo cả hoa cả lá. Các bác luôn luôn băn khoăn là nếu mà cây hoa giấy nó cứ héo như thế này, liệu sau nó có chết hay không? Thì bây giờ em sẽ chia sẻ với các bác những cái nguyên nhân dẫn tới cái việc mà cây hoa giấy nó sẽ bị héo lá nhé. Cái nguyên nhân chính dẫn tới cái cây hoa giấy nó bị héo lá đó là cây hoa giấy nó thiếu nước. Nếu mà các bác để ý thì cây hoa giấy vào những ngày hè nắng nóng và những cái ngày hanh ở mùa đông ở nước ta thì thường nó sẽ có những cái khí hậu rất là khắc nghiệt, dẫn tới cái việc là cây hoa giấy nó sẽ bị mất nước. Khi nó mất nước nó sẽ héo lá, cho nên là chúng ta sẽ phải bổ sung nước thường xuyên cho những cây hoa giấy vào những thời điểm này. Và cây hoa giấy nó cũng bị héo lá khi mà chúng ta tiến hành xiết nước để ép hoa. Rất là nhiều bác hỏi không hiểu là xiết nước là gì, thì em chia sẻ luôn. Xiết nước tức là các bác ngưng không tưới nước cho cây hoa giấy trong một khoảng thời gian nhất định để cho cây hoa giấy nó héo rũ xuống. Cái việc này giúp chúng ta hãm cây hoa giấy nó không phát triển mầm chồi, để giúp cây hoa giấy nó nhanh già cành, để khiến cây hoa giấy nó có thể nhanh ra hoa và nó ra hoa theo cái thời điểm mà chúng ta mong muốn các bác nhé. Cây hoa giấy nó cũng có thể bị héo lá do nó bị úng nước, thối rễ. Một phần là do mưa kéo dài mà cái chậu nó thoát nước không tốt. Một phần là cây trồng ở cái vị trí nó luôn luôn bị úng nước. Khi mà cây hoa giấy nó bị héo thì chia ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là do thời tiết nắng nóng, thời tiết hanh khô mà chúng ta không tưới nó héo. Thì cái trường hợp này chúng ta phải khắc phục bằng cách là một ngày chúng ta tưới cho cây hoa giấy 2 lần, vào buổi sáng và buổi chiều, để đảm bảo cái việc là chúng ta cung cấp đủ nước cho cây hoa giấy, tránh tình trạng cây hoa giấy lúc nào cũng bị héo. Héo lâu ngày quá nó dẫn tới cây hoa giấy nó sẽ bị suy kiệt. Còn cái trường hợp thứ hai, nếu mà chúng ta xiết nước để ép cây hoa giấy ra hoa thì chúng ta sẽ xiết nước định kỳ. Khi mà hết quá trình xiết nước thì chúng ta lại tưới trở lại với cái lượng nước bằng 50-60% lượng nước tưới bình thường để cây hoa giấy nó không bị héo nữa nha các bác nhé. Còn một nguyên nhân nữa dẫn tới cái việc mà cây hoa giấy nó bị héo là nó bị sốc phân do các bác bón quá nhiều phân. Bón quá nhiều phân NPK hoặc quá nhiều phân hữu cơ nó cũng gây ra hiện tượng này. Và khi mà bón phân, các bác lưu ý cái kỹ thuật bón phân là khá quan trọng. Chúng ta không nên rắc phân trực tiếp vào gốc cây, mà nếu mà những cây trồng trên chậu như thế này thì các bác nên xới vòng quanh rìa chậu, chúng ta lấp phân xuống, nghĩa là nó đảm bảo cách cái gốc khoảng 20-30 cm để cái gốc cây nó không trực tiếp tiếp xúc vào những cái phân mà chúng ta bón, nó tránh hiện tượng là nó sẽ bị sốc phân xót rễ nha các bác nhé. Khi sốc phân xót rễ thì đặc biệt là những cái cây hoa giấy mà nó đang nảy mầm, nhất là những cây hoa giấy có mầm non, thì sẵn sàng cái mầm nó sẽ bị héo gục ngay và nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là bị héo lá, lá nó cứ héo dần héo dần. Và khi các bác bón phân bón lá, cụ thể là các loại phân xịt trên lá, ví dụ như Atonic, N3M, đầu trâu 501, đầu trâu 701, đầu trâu 901, khi các bác xịt quá liều, không đúng liều lượng của nhà sản xuất, hoặc là các bác xịt vào lúc trời nắng thì nó cũng sẽ gây ra hiện tượng héo lá và thậm chí cháy lá cho những cây hoa giấy trong vườn. Cho nên là các bác phải hết sức lưu ý khi mà chúng ta thực hiện cái việc bón phân cho cây hoa giấy. Thứ nhất là phải đúng liều lượng. Thứ hai là phải đúng thời điểm, không bón phân lúc trời nắng, không bón phân lúc trời mưa. Và thứ ba là cây hoa giấy nó hay bị vàng lá. Cây hoa giấy nó hay bị vàng lá thì nó có một số nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là cây hoa giấy nó thiếu sáng, tức là các bác trồng ở vị trí nó cơm nắng thì cây hoa giấy nó cũng có hiện tượng bị vàng lá. Hoa giấy muốn có nhiều hoa thì các bác phải trồng ở vị trí nó đủ ánh sáng, tức là vị trí ở ngoài trời, nắng từ sáng đến tối thì càng tốt nha các bác nhé. Tuy nhiên có rất là nhiều bác trồng ở dưới tán cây, dưới mái tre hoặc cạnh những bức tường, nó bị khuất nắng thì dẫn tới cây hoa giấy nó bị cơm nắng. Với tất cả các dòng hoa cây cảnh trong nhà, đặc biệt là hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa giấy, nếu mà các bác thấy cây nó có hiện tượng vàng lá thì các bác phải quan tâm tới cái bộ rễ của cây. Đại đa phần những cây này, bộ rễ nó đều đang bị ảnh hưởng. Một là nó sẽ bị nấm, nấm tuyến trùng hoặc là thối rễ do úng nước. Hai là rễ nó phát triển quá nhiều trong chậu, nó dẫn tới cái hiện tượng là nó bí rễ,
Bởi vì là cây hoa giấy khi trồng một vài năm trên chậu là bộ rễ nó sẽ ăn lan tỏa hết cái giá thể của chậu. Cho nên là khi mà các bác thấy những cái chậu như vậy thì các bác sẽ phải thay giá thể. Mà thay giá thể thì các bác phải trộn giá thể thật tơi xốp. Ví dụ như là trộn từ đất vườn với vỏ trấu, vỏ đỗ, vỏ lạc, mụn sơ dừa, vỏ thông hoặc là các cái chất mùn rơm rạ, hoai mục hoặc là trộn thêm các loại phân hữu cơ hoai mục để các bác thay giá thể cho chậu cây hoa giấy. Chứ nếu mà các bác chỉ có bón phân kể cả bón các cái loại phân hữu cơ, các bác xới lên các bác bón vào nó cũng không giải quyết được vấn đề. Cho nên là các bác lưu ý kiểm tra ngay xem là bộ rễ nó có bị ảnh hưởng hay không nhé các bác nhé. Đó là một trong những cái nguyên nhân khiến những cây hoa giấy trong vườn nó bị vàng lá. A few moments later. Cho nên là hôm nay em xin chia sẻ với các bác những cái điều này để các bác có thể áp dụng chăm sóc những cái cây hoa giấy trong vườn nhà. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại ở phần comment. Em cùng các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta trồng, chăm sóc những cây hoa giấy trong vườn nhà để cho nó nở hoa thật là đẹp, trang trí cho khuôn viên gia đình nhé các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.